Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta. Vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 2015, hòa với không khí mừng đại lễ Giáng sinh trong năm thánh lòng Chúa thương xót, giáo dân giáo xứ Chánh Tòa giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa để cùng nhau canh thức và tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Giờ canh thức bắt đầu vào lúc 20 giờ với chủ đề mừng Chúa Giáng sinh tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Phần diễn nguyện canh thức bắt đầu với câu chuyện người con quan đàn, hầu mô tả lại thân phận tội lỗi của mỗi người trong chúng ta. Khi câu chuyện dẫn đến hồi kết trên nền nhạc, phần diễn nguyện khắc họa lại lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Ngài luôn đem lại niềm vui, hạnh phúc, bình an và ơn cứu độ cho nhân loại. Sau đó lòng thương của Chúa còn bao la qua việc ban tặng cho nhân loại món quà vô giá là Chúa Con. Những điệu múa trong phần diễn nguyện do thiếu nhi giáo xứ đã cố công tập dượt để giúp cộng đoàn lắng động tâm hồn để chờ giây phút Chúa Giáng sinh. Buổi diễn nguyện kết thúc bằng việc đoàn kiệu rước tượng Chúa Hài Đồng khởi đi từ tòa giám mục tiến lên lễ đài, sau đó tượng Chúa được đặt trang trọng phía bên phải lễ đài. Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2015 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho cử hành. Đồng tế với Ngài có Cha Phêrô Trần Trọng Khương và 7 tân linh mục vừa được phong chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Tham dự thánh lễ có khoảng 4.000 giáo dân cùng người không công giáo trong và ngoài giáo xứ. Đầu lễ, Đức Cha gửi lời chào đến tất cả mọi người hiện diện trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa. Trong bài giảng lễ, đầu tiên Đức Cha giới thiệu về 7 tân linh mục vừa được phong chức với cộng đoàn. Kế đó dẫn đi từ sứ điệp vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Ngài khẳng định Thiên Chúa phải được tôn vinh thì con người mới có sự bình an. Bằng cách đưa ra những sự kiện loạn lạc đang xảy ra từ gia đình, ra xã hội đến bình diện quốc tế, Đức Cha đã chứng minh cho cộng đoàn thấy chính là do Thiên Chúa không được tôn vinh đúng mức mới có sự bất an này. Để cộng đoàn hiểu rõ thêm lý do vì sao con người luôn khước từ sự bình an do Thiên Chúa ban tặng, Ngài giải thích đó là bởi vì con người không muốn từ bỏ quyền lợi và quyền lực cá nhân và phe nhóm của mình. Muốn có được sự bình an của Chúa, Đức Cha khuyên cộng đoàn bắt chước các người chăn chiên ngày xưa đến quỳ bên máng cỏ, tôn vinh Thiên Chúa và xin Ngài giúp cho mọi người bớt đi những ích kỷ và toan tính. Cùng nhau cầu nguyện xin sự bình an đến từ Thiên Chúa, Đức Cha mời gọi mọi người hãy cùng nhau hát kinh hòa bình với ý nguyện xin Chúa giúp cộng đoàn trở nên những khí cụ bình an của Chúa. Sau đó thánh lễ tiếp tục với kinh tinh kính. Sau phần hiệp lễ, ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn đã cảm ơn Đức Cha và quý cha đã đến dâng thánh lễ Giáng sinh cho cộng đoàn. Ông cũng kính chúc Đức Cha và quý cha một mùa Giáng sinh an bình và thánh đức. Đáp từ, Đức Cha cũng nói đôi lời cảm ơn đến cộng đoàn đã hiện diện hết sức đông đảo trong thánh lễ này. Điều đó cho thấy lòng mến mộ đạo của những người đang hiện diện. Ngài cũng cầu xin Chúa Hài Đồng ban sự bình an của Ngài đến mỗi người trong năm thánh. Sau khi mọi người đọc kinh lạy cha, Đức Cha ban phép lành toàn xá trong năm thánh cho cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc vào lúc 21:45, cộng đoàn ra về trong an lành và hạnh phúc. Xin chân thành kính chúc mọi người mùa Giáng sinh an bình và tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng.